Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cuộc Hút Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món lòng luộc trắng thơm ngon tại nhà. Với công thức và cách làm ngày hôm nay, các bạn sẽ có được một cái mẹt lòng luộc như thế này luôn các bạn, đầy đủ luôn. Gồm có lòng nè, rồi dồi trường hay còn gọi là tràng đó, cổ họng nè, gan nè, tim nè, rất là ngon luôn. Và đặc biệt là mình chia sẻ với các bạn luôn cái công thức pha cái đồ chấm nha các bạn. Đây ha, khi mà các bạn ăn cái lòng luộc này thì các bạn sẽ chấm một ít với lại cái đồ chấm này, mắm tôm ha các bạn, rất là ngon luôn các bạn ơi. Bạn thấy hấp dẫn không? Lòng luộc thì trắng phau luôn nè, thơm phức gì đó, không có bị hôi, bị tanh gì luôn. Rất nhiều bạn thích ăn món lòng luộc nhưng mà chưa biết cách sơ chế như thế nào, rồi cách luộc ra làm sao. Thì trong video này, Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ cho các bạn, để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mình sơ chế và cách mình luộc lòng làm sao để cho nó trắng, nó thơm ngon. Thì lòng luộc cũng là một trong những cái món ăn đường phố quen thuộc của các bạn, hay là thậm chí rất là nhiều gia đình thích ăn lòng luộc nhưng mà không biết sơ chế như thế nào. Để làm cái món lòng luộc này thì mình chỉ cần lòng thôi là được rồi các bạn. Nhưng mà nếu mà mình có điều kiện thì mình mua thêm. Mình mua thêm ví dụ là tim nè, gan nè, lưỡi nè và cuống họng. Rồi nếu như mà có thêm được thì các bạn mua thêm là cái dồi trường. Các bạn ha, dồi trường là cái khúc này nè. Cái dồi trường này ăn thì nó sẽ ngon hơn cái lòng, là nó giòn hơn ha, nó giòn hơn và nó sực sực, nó ngon hơn. Còn cái lòng thì nó sẽ cũng giòn nhưng mà nó lại béo nhiều hơn, nó thiên về vị béo nhiều hơn. Đó thì nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn mua đủ thứ luôn ha, đồ lòng, gan heo ha các bạn, một miếng gan nhỏ nhỏ như thế này. Thì mỗi thứ các bạn mua cho mình nó cỡ khoảng 2 đến 3 lạng là được nha các bạn. Tại vì nó rất là nhiều. Ví dụ như gia đình mình 3 người ăn, 4 người ăn á, thì các bạn mua mỗi thứ khoảng 2-3 lạng thôi là nó vừa. Còn ví dụ như mình làm để mình bán thì không nói ha, mình làm mình kinh doanh thì không nói. Rồi lòng thì hôm nay mình có đây là nửa ký nha các bạn, nửa ký lòng thì tại vì chủ yếu là lòng thôi. Còn tim á thì mình dùng khoảng nửa trái, lưỡi dùng nửa cái lưỡi luôn. Một cái cuốn họng, một miếng gan nhỏ nhỏ và một miếng dồi trường. Cái dồi trường này thì người ta sẽ bán theo một chùm ha các bạn, chứ người ta không có bán lẻ. Ngoài ra thì để ăn cái món lòng luộc thì mình sẽ không thể nào thiếu được những cái loại rau thơm ha, ví dụ như là húng lủi nè, rồi rau quế nè, dấp cá nè, tía tô và kinh giới. Và một vài cái nữa đó chính là hành tím, gừng, tỏi, tắc và ớt, để chút nữa mình làm cái nước chấm á các bạn. Để chấm lòng thì các bạn ngon nhất á là mình chấm với lại mắm tôm ha, đây nè mắm tôm. Ngoài ra thì các bạn cần chuẩn bị thêm một ít giấm nha, giấm này chút nữa mình sẽ dùng để mình sơ chế cái lòng. Rồi bây giờ về cái đồ lòng này á, thì mỗi một cái đồ lòng thì nó sẽ có cách sơ chế khác nhau nha các bạn. Ví dụ như về lòng ha, về lòng dồi trường. Các bạn ở ngoài Hà Nội hình như gọi cái dồi trường là cái tràng á ha, phèo, tràng, rồi lưỡi heo ha, là mình sẽ chia ra là mình sơ chế ha, cùng một cách. Còn gan á, thì mình sẽ sơ chế một cách khác ha, tim và cuốn họng mình cũng sẽ sơ chế một cách khác ha. Thì mỗi một cái đồ lòng như vậy thì mình sẽ có cách sơ chế khác nhau ha. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình sơ chế gan trước đi. Gan sơ chế rất là dễ. Về cái gan này, khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ lựa những cái miếng gan mà nó sáng ha các bạn ha, đừng có lựa những cái miếng gan mà tối màu quá. Mà nói chung về cái đồ lòng nói chung á, thì các bạn mua những cái chỗ người ta bán quen ha. Ví dụ như những cái người các bạn hay mua thì người ta sẽ lựa đồ ngon cho mình. Chứ còn cái này nếu mà lựa thì nói ra nó cũng dài dòng lắm ha. Chứ các bạn đừng có mua đồ lòng, đừng có mua người lạ ha, mua người quen, mới quen ha. Thì cái miếng gan này khi mà các bạn mua về á, mình rửa sạch với nước muối ha các bạn ha, đơn giản không, rửa sạch nước muối. Mình sẽ đổ vào đây khoảng 200ml sữa tươi ha các bạn, chủ yếu là cho nó ngập cái miếng gan này nè. Thì các bạn ngâm cái sữa tươi, gan trong sữa tươi á khoảng nửa tiếng ha, nửa tiếng đến một tiếng, rồi mình đem ra mình chế biến. Thì các bạn làm những cái món xào, món rim hay là các bạn luộc nó sẽ rất là ngon, nó không có bị hôi. Và quan trọng nhất á là cái sữa tươi nó sẽ giúp cho gan á, nó thải độc ra ha các bạn ha. Khui một bịch sữa tươi để mình ngâm cái miếng gan này. Bây giờ để riêng ra, bây giờ tiếp tục là mình sẽ đi sơ chế cái phần tim và cái cuốn họng. Rồi về cái miếng tim á, thì khi mà mua về các bạn cắt làm đôi ra ha. Mình cắt làm đôi ra mình rửa nó mới sạch nha các bạn. Các bạn mà để nguyên vậy mình rửa không có sạch đâu ha. Mình cắt làm đôi trái tim ra nè. Rồi cái cổ họng thì mình sẽ cắt làm 3 ha các bạn ha, cắt làm 3 khúc. Bây giờ mình sẽ cho ít nước vào đây. Thì khi mà mình mua về thì mình đã rửa sạch rồi ha các bạn. Các bạn rửa sạch với nước lạnh trước để cho nó hết những ví dụ những cái máu bầm, những cái máu dơ đó. Rồi cái phần ví dụ như những cái dính mà nó dính lông á các bạn thì rửa sạch với nước lạnh. Rồi các bạn cho một ít nước như thế này ha, xăm sắp nước thôi, đừng có cho nhiều nước quá nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây cỡ khoảng một muỗng canh muối và 50ml giấm. Lưu ý là các bạn phải cho nước vào trước ha, chứ các bạn đừng có cho giấm vào trước. Cho giấm vào trước thì cái nó làm tái đi á, thì cái đồ lòng mình ăn nó sẽ không có thơm ngon ha. Cho nước vào trước để cho cái giấm nó loãng ra.
Đó, bây giờ thì các bạn bóp bóp nó với lại muối và giấm như thế này thì nó không những là nó giúp sát trùng mà nó còn khử mùi rất là hiệu quả, đặc biệt là cái phần cổ họng á, nó hết nhớt luôn mà nó thơm ngon. Sau khi mà các bạn rửa với lại muối và giấm như thế này á, thì mình rửa lại với nước lạnh nha các bạn, để cho nó sạch luôn, nó hết cái mùi giấm. Rồi về cái đồ lòng nè, dừa trường nè và lưỡi heo, sau khi mà các bạn mua về á, thì mình rửa sạch ha các bạn, rửa sạch với nước lạnh, các bạn rửa khoảng 2-3 lần nước. Bây giờ mình sẽ để cho nó ráo nước nha các bạn nha, để cho ráo nước. Mình sẽ cho vào đây cỡ khoảng 50-100g bột mì ha các bạn, bột mì nha. Đây ha các bạn, mình có đây là bột mì đa dụng nè. Bột mì thì các bạn mua loại nào cũng được hết, đa dụng cũng được ha các bạn. Mình sẽ dùng bột mì để mình làm sạch nó. Cái này thì cách làm sạch nó tương tự như là cách làm sạch bao tử nha các bạn. Bao tử heo á, các bạn mua bao tử về các bạn cũng làm sạch như vậy luôn. À, các bạn dùng cái muỗng canh nè, các bạn múc cho mình nó cỡ khoảng 4-5 muỗng gì đó. Ha, thì mình sẽ làm sạch cái phần lòng và cái phần dồi trường bằng bột mì. Nó hết nhớt luôn á các bạn, nó hết nhớt và nó cực kỳ sạch luôn. Ha các bạn, nếu mà đó về các bạn mua về mà các bạn chưa biết cách làm á, làm sạch cái phần lòng nè, thì các bạn làm thử đi. Bột mì thì người ta bán rẻ có khoảng 8.000 một bịch nè các bạn. Ha, rất là rẻ, bịch nó khoảng nửa ký á, rất là rẻ, mua về mình sơ chế lòng như thế này nó sạch và nó hết nhớt. Nhất là cái bao tử á, bao tử mà các bạn sơ chế mà bằng bột mì nè là nó sạch cực kỳ luôn. Đó, sau khi mà các bạn đã trộn đều lên rồi đó ha, cho cái phần bột mì nó bám đều vào trong cái phần lòng á, thì mình sẽ rửa lại với nước lạnh nha các bạn. Các bạn rửa đến khi nào mà nó hết cái phần bột mì thì thôi ha. Đặc biệt là cái phần lưỡi heo nè, lưỡi heo thì các bạn cố gắng là mình làm cho thật là sạch luôn, nó sẽ thơm và nó không có bị tanh. Nha các bạn, có việc xả nước vào nha các bạn. Thì khi mà có nước vào cái bột mì nó sẽ trôi ra. Đó, các bạn rửa, các bạn xả đến khi nào mà nó hết cái phần bột mì này luôn. À, sau khi mà các bạn rửa cho nó thật là sạch cái phần bột mì rồi thì bây giờ mình cũng rửa với lại muối và giấm hoặc là chanh nha các bạn, nhưng mà mình khuyên các bạn là nên dùng chanh, tại vì có chanh vào thì nó sẽ thơm hơn. À, nếu như mà các bạn không có chanh á, thì các bạn dùng giấm, mình cũng rửa giống như là cái phần tim với lại cái phần cổ họng á. À, còn nếu mà có chanh thì mình dùng chanh. À, mình vắt vào đây khoảng một miếng chanh nhỏ nhỏ thôi rồi đó, thì các bạn bóp như vậy nè, nó sẽ rất là sạch. Ở cái bước này là nó đã hết mùi rồi nha các bạn, nó hết mùi hôi rồi, mình luộc lên là mình đảm bảo với các bạn luôn á, là rất là thơm ngon. Nhưng mà riêng về cái phèo á, thì cái bên trong này nè, mình ăn nó không tốt nha các bạn, nên là mình sẽ mở, các bạn thấy không, cái đầu phèo nó sẽ hở ra như thế này ha. Mình lấy cái vòi nước á, mình xả vào, rồi mình vuốt ha các bạn vuốt như vậy nè thì nó sẽ sạch. Các bạn có thể là mình cho vào đây một cái viên đá lạnh cũng được các bạn, mình vuốt như vậy nó sẽ sạch hơn ha, mình khỏi cần phải cho nước vào. Để mình làm thử cho các bạn xem ha, mình cứ vuốt ra trước đi. Đây ha, ví dụ như bây giờ mình có đây là một cái viên đá lạnh nè các bạn, mình sẽ cho nó vào trong cái chùm phèo để mình vuốt nó. Đây nè các bạn ha, mình cho nó vào đây. Đó, thì các bạn vuốt như vậy cũng được ha các bạn. Các bạn thấy cục đá đó bên trong không? Mình vuốt như vậy cũng được ha, mình khỏi cần phải cho nước vào. Cái cách sơ chế này là cách sơ chế của ba mình hồi xưa á, ba mình bán cháo lòng á các bạn, ngon cực kỳ luôn. Khách người ta ăn hầu như là ai cũng khen hết, tại vì ba mình sơ chế rất là kỹ. Nha các bạn nha, mỗi một cái loại lòng như vậy là mình sẽ sơ chế nó khác nhau. Cách sơ chế nó rất là quan trọng. À, mỗi một cái chùm phèo như vậy á, thì các bạn vuốt nó một lần thôi nha các bạn đừng vuốt nhiều quá là ăn nó không ngon. Nha, các bạn vuốt một lần thôi. Các bạn xả nước hoặc là các bạn vuốt bằng viên đá lạnh á, thì vuốt một lần duy nhất thôi nha. À, sau khi mà các bạn sơ chế đồ lòng sạch sẽ hết rồi thì các bạn bắt lên cho mình một cái nồi nước và chuẩn bị là mình luộc ha. Thì trong thời gian mà chờ nước sôi thì bây giờ mình đi pha cái đồ chấm. À, ở đây là mình có là 90g mắm tôm nha các bạn, 90g ha. Mình sẽ cho vào đây là 70ml nước cốt tắc. Nếu mà bạn nào mà muốn làm cái đồ chấm nhiều hơn thì các bạn cứ việc nhân hoặc là các bạn chia cái công thức ha. À, 70 nha các bạn. Đường thì các bạn sẽ cho mình là 80g đường ha. Rồi, để pha mắm tôm cho nó ngon thì không thể nào thiếu được, đó chính là rượu trắng. Rượu trắng thì các bạn cho mình là 20ml rượu trắng. À, rượu trắng thì các bạn có thể dùng rượu gạo, rượu vodka. Nồng độ cồn với nó thì nó khoảng cỡ 35 độ trở lên là nó ngon nha các bạn. Sau khi mà các bạn đã khuấy cho nó tan đường rồi đó, thì bây giờ mình sẽ cho cái phần tỏi và ớt bằm vào. Trường hợp mà các bạn không có tắc thì các bạn có thể thay bằng chanh cũng được nha các bạn. À, nhưng mà mình dùng tắc như thế này thì nó sẽ thơm hơn. À, còn chanh nữa đây không thơm bằng.
Thì về cái đồ chấm mắm tôm á, thì các bạn có thể là mình chấm trực tiếp để mình ăn cơm nè, mình chấm bia nè, hay là mình chan bún mình ăn đều rất là ngon nha nha các bạn. Rồi sau khi mình khuấy cho nó tan đường rồi đó, bây giờ mình cho vào đây là khoảng 4 đến 5 tép tỏi các bạn bầm ha, hoặc là đã giã nhuyễn cũng được. Rồi khoảng một trái ớt, cho hết vào đây luôn. Đó, vậy là đây là mình đã làm xong cái phần đồ chấm cho đồ lòng luộc rồi đó các bạn. Trường hợp mà ví dụ như các bạn mà thấy nó chưa vừa ăn á, thì các bạn có thể là cho thêm mắm tôm ha. Nếu mà mình muốn chua hơn á, thì mình cho hết cái phần nước cốt tắc này vào đây cũng được, khoảng 100 ha, 100ml nước cốt tắc cũng được. Nó tùy, tại vì mỗi người sẽ có mỗi cái khẩu vị khác nhau. Ok ha, với mình như vậy là vừa ăn rồi. Rồi bây giờ để mà luộc đồ lòng á, luộc cho nó ngon nha các bạn. Các bạn sơ chế á, là nó ngon một phần thôi, các bạn luộc là nó ngon thêm một phần nữa ha. Thì mình sẽ bắt lên một cái nồi nước, nhiều nước chút xíu, để cho nó sôi thật là sôi luôn. Các bạn lưu ý ha, sôi thật là sôi như thế này. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là một cái củ hành tím, các bạn đập dập cho vào ha. Rồi thêm khoảng 100g gừng, các bạn cũng đập dập cho vào luôn nha các bạn để khoảng 2 đến 3 phút để cho hành tím và gừng nó ra cái mùi thơm của nó đó. Thì bây giờ mình sẽ đi luộc cái phần tim nè, rồi cái phần cuốn họng vào cái phần lưỡi trước. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần tim nè, lưỡi nè và cuốn họng vào đây để mình luộc. Về cái phần cổ họng á các bạn, nó là cái phần sụn rất là nhiều, nên là ví dụ như nếu mà các bạn muốn cho nó giòn nhiều á thì các bạn luộc cho nó chín thôi hay là được rồi. Còn nếu mà mình muốn cho nó mềm á thì mình sẽ luộc lâu hơn chút xíu ha, các bạn có thể mình luộc khoảng chừng tiếng, tiếng rưỡi cũng được. Thì khi đó cái sụn ăn nó sẽ mềm hơn. Còn nếu mà có ví dụ như các bạn luộc ở khoảng nửa tiếng thôi thì nó chín ha, nó chín thì mình sẽ ăn nó giòn giòn sực sực ha. Để cho cái đồ lòng mình nó đậm đà thì các bạn cho mình vào đây là 2 muỗng cà phê muối, là 10g nha các bạn, muối ha, cho vào đây 2 muỗng cà phê ha. Rồi để đồ lòng mình luộc được trắng thì các bạn cho mình vào đây là 2 muỗng giấm, khoảng 10ml giấm. À, thì các bạn luộc như vậy không những là cái đồ lòng nó đậm đà mà nó còn rất là thơm ngon, trắng đẹp. Về cái lưỡi á các bạn, thì khi mà mình luộc xong rồi mình còn phải cạo lại cho nó thật là sạch nha các bạn ha, cái phần trắng trắng này nè ha, chứ mình luộc như thế này là vẫn chưa xong đâu nha các bạn. Sau khi mà các bạn luộc cái phần lưỡi nè, rồi cái phần cổ họng á, khoảng được 10 phút nha các bạn, tính từ lúc nước sôi nha, thì mình sẽ cho cái phần gan vào. Cho gan vào các bạn luộc thêm 5 phút nữa thì bắt đầu mình sẽ cho cái lòng vào ha. Gan thì sau khi mà các bạn ngâm sữa tươi rồi đó thì mình rửa cho nó thật là sạch nha các bạn, rửa sạch lại là được rồi. Rồi sau khi mà luộc cái gan được 5 phút rồi thì bây giờ mình sẽ cho đồ lòng vào. Khi mà các bạn cho đồ lòng vào lúc nước nó phải sôi bùng nha các bạn ha, sôi bùng như thế này. Cho vào. Cho lòng vào trường luôn ha các bạn ha. Tràn đó, rồi trường á, các bạn hay gọi là tràn. Cho vào đây luôn. Thì khi mà các bạn cho vào á là cái nước nó sẽ bị ngồi trở lại ha. Thì mình sẽ nấu khi nào mà nước nó sôi bùng lên trở lại các bạn, là khi đó mình sẽ vớt cái lòng ra. Nói chung khi mà các bạn luộc cái lòng thì nó có hai cách. Một là các bạn luộc cho nó nhanh ha, nó nhanh nó chín thì nó sẽ mềm, nó giòn, ăn nó không bị dai. Còn hai là các bạn phải ninh cho nó nhừ, chứ các bạn đừng có luộc nó dễ dở ngương ha các bạn, nó sẽ rất cực kỳ dai luôn ha. Thì bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nước lạnh, nước nguội bình thường ha các bạn. Các bạn lấy từ vòi ra đó. Thì mình lấy cái nước này để chủ yếu là mình làm cho nó nguội nhanh, và cái thứ hai nữa là nó sẽ trắng ha, nó trắng và nó giòn. Lưu ý là các bạn không dùng nước đá nha, nước đá thì nó sẽ làm cho cái lòng mình nó bị nguội, mà lòng nguội thì ăn nó không ngon ha các bạn. Nước bình thường thôi. Rồi bây giờ các bạn thấy cái nước mình nó sôi bùng lên trở lại nè, là lúc này cái lòng nó chín rồi nha các bạn. Đừng luộc lâu quá là chút nữa nó dai nhách luôn. Mình vớt ra mình ngâm trong cái thau nước nguội ha. Thì về cái lưỡi heo thì mình luộc nó cỡ khoảng 20-25 phút là nó chín ha các bạn. Này các bạn thấy cái dồi trường này ngon ghê không? Trời ơi. Cái này mà các bạn chấm với lại mắm tôm là hết sảy. Về cái cổ họng thì mình sẽ để lâu hơn xíu ha các bạn, để lâu hơn xíu cho nó mềm hơn. Cổ họng thì mình luộc càng lâu nó càng mềm thôi. Hai các bạn gấp ra ha, các bạn để lên một cái rổ hay một cái rây gì đó cho nó ráo nước. Bây giờ mình sẽ cắt ra rồi mình ăn thôi, rất đơn giản. Về cái phần lưỡi thì mình để cho nó nguội xíu rồi mình cạo. Các bạn sẽ dùng dao các bạn cạo cái lớp màu trắng đi. Tim thì ăn thì mình sẽ sắc ra ha, sắc miếng lát vừa ăn. Gan cũng vậy luôn, gan mình cũng sắc lát vừa ăn luôn. Nói chung con heo thì ngon nhất mà mình khoái ăn nhất luôn là ăn cái khúc này nè các bạn ha, dồi trường nè. Nó giòn giòn sực sực, cực kỳ hấp dẫn luôn.
Rồi về cái phần lưỡi heo này nè các bạn, thì sau khi mà các bạn để nguội nguội rồi đó, mình dùng con dao ha, mình cạo cạo nè, cạo cạo lớp màu trắng này nè, để cho nó sạch. Nè các bạn thấy không, mình cạo đi thì nó sẽ sạch. Cái lớp này nếu mà mình không luộc mà mình cạo các bạn nó khó lắm, nên là các bạn cứ việc luộc xong rồi mình cạo ha, nó sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt ra, các bạn có thể dùng dao hay là các bạn dùng kéo gì cũng được ha, mình sẽ cắt miếng vừa ăn. Nè, cắt xong rồi các bạn xếp ra giữa dĩa, đây là lòng. Nha, nếu như mà trước giờ mà các bạn chưa có tìm được cái cách nào mình sơ chế cho nó ngon á, thì hôm nay Cường cũng có cách chia sẻ với các bạn cách sơ chế ha, rất là kỹ luôn. Rồi cái cách mình luộc làm sao cho nó ngon, kèm theo đó là cái công thức pha nước chấm. Nha, tim thì các bạn cắt lát mỏng mỏng nha các bạn, mỏng mỏng vậy mình chấm ăn nó mới ngon, nó mới đậm đà, chứ đừng cắt dày quá. Ha, còn đây là cái phần mà ngon nhất của con heo này các bạn, là cái phần dồi trường ha. Cái dồi trường này thì mình sẽ cắt lát mỏng luôn ha các bạn. Ha, cái này thì có thể là mình để nguyên chùm như thế này nè, để chút nữa mình chụp cái hình cho nó đẹp ha, rồi khi nào ăn thì mình cắt ra, cắt nhỏ nhỏ ra. Thường các bạn đi ăn cháo lòng á, các bạn rất là hay thấy ha, có cái phần cổ họng này. Ha các bạn ha, thì cái cổ họng nó sẽ có cái lớp sụn á, lớp sụn trắng trắng giòn giòn này nè, ăn cũng rất là ngon. Lưu ý là mình chỉ cắt lát mỏng thôi ha các bạn, tại vì cắt dày quá là mình ăn sẽ hơi cứng ha, tại vì mình luộc nó cũng không có lâu á. Nếu mà các bạn muốn cho nó mềm thì các bạn phải luộc khoảng chừng tiếng á, tiếng nó mới mềm được, còn không á thì nó sẽ hơi giòn giòn sực sực, nên là mình cắt lát mỏng là nó vừa ha. Về cái gan á thì các bạn cũng cắt lát luôn nha các bạn, gan thì mình cũng cắt lát mỏng. Nói chung về lòng luộc mà các bạn không có gan thì nó cũng thiếu đi cái độ ngon của nó rồi ha, nên là mình nên có. Và gan thì các bạn thấy nè, mình lựa những cái miếng gan sáng á, thì mình cắt ra cái miếng gan này nhìn rất là ngon luôn, các bạn thấy không, thơm phức à. Ok ha, thì nói chung về những cái nguyên liệu này, sau khi chủ yếu là ở cái bước các bạn sơ chế và cái bước các bạn luộc thôi, luộc cho nó đúng cách thôi, chứ còn cắt thì ai cũng biết cắt hết rồi. Cắt xong rồi thì mình sẽ chuẩn bị mình ăn ha. Ok ha, thì sau khi mà mình cắt xong rồi thì mình ăn, cái này thì mình sẽ ăn kèm với lại những cái loại rau sống nha các bạn. À, rau sống thì mình sẽ có những cái loại rau thơm, ví dụ là tí tô rồi dấp cá, tần ô, chứ không phải rau quế chứ, rau quế rất là thơm, kinh giới, đặc biệt là kinh giới nha các bạn, thơm cực kỳ luôn. Khi ăn thì mình sẽ chấm với lại cái mắm tôm này đó, thì các bạn thấy không, lòng luộc nè rất là ngon luôn, trắng phau mềm. Ok, thì hy vọng là qua video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món lòng luộc trắng thơm ngon, hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món ăn này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.